Như thường lệ vào thứ bảy hàng tuần thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những sự việc đáng chú ý trong tuần qua, và người sẽ đem đến cho quý vị góc nhìn riêng của Chuyển động 24 giờ đó là biên tập viên Thư Hiền. Xin chào chị. Tôi đoán rằng là trong phần điểm tuần của chị ngày hôm nay chắc chắn là không thể thiếu được sự việc phù phép Bạch Tuộc bẩn thành sạch, mà đây là về phóng sự điều tra mà phóng viên của chúng ta đã điều tra trong tuần vừa qua. Vâng, câu trả lời dành cho anh Hạnh Phúc cũng như là tất cả quý vị khán giả, đó là xin mời hãy theo dõi hết tiêu điểm ngày hôm nay của chúng tôi. Kính chào quý vị, khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì chúng ta mỗi người đều có một điểm số riêng để đánh giá năng lực học tập. Và năng lực học tập này thì đạt điểm chuẩn theo quy định đề ra là điều đương nhiên sẽ tốt nghiệp. Thế nhưng từ trường học ra trường đời thì lại có một khóa học mà người tiêu dùng dù đã trả rất nhiều bài học bằng những kinh nghiệm xương máu lại rất khó có thể tốt nghiệp và lấy bằng. Vậy quý vị thử đoán xem đó là khóa học nào mà khó đến thế? Và xin thưa với quý vị, đó là khóa học để trở thành người tiêu dùng thông thái. Và mời quý vị cùng nhìn lại hành trình đầy nhọc nhằn đó qua những câu chuyện nổi bật trong tuần của chúng tôi. Và người sẽ gửi đến quý vị những trải nghiệm này. Đó chính là một nhân vật đặc biệt mà chúng tôi xin phép được gọi chị với một cái biệt danh, đó là chị O. Và sau đây là trải nghiệm đầu tiên của chị. Chị O năm nay đã gần 40 tuổi, nghe lời một số chị em khác dì tai. Tính chất mầm đậu nành có thể giúp chị O tuổi 40 nhưng gương mặt trẻ lại như tuổi 30. Còn làn da chỉ xấp xỉ tuổi 20. Nên chị O đã quyết định ra hàng thuốc Minh Châu 2 tại Mễ Trì Hạ mua một lọ nano tinh chất mầm đậu nành. Tuy nhiên, khi cầm trên tay sản phẩm, dù đã đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chị O lại không phát hiện ra thông tin sản phẩm được in đầy đủ trên nhãn mác. Chỉ thiếu hai dữ liệu quan trọng, đó là địa chỉ sản xuất và chứng nhận an toàn thực phẩm. Về đến nhà rồi, chị O mới phát hiện ra vấn đề, nhưng vẫn cố vớt vát niềm tin khi nhìn thấy sản phẩm được dán nhãn Viện Hàn Lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam. Mình là người tiêu dùng thông thái cơ mà, chị O quyết định gọi điện đến viện để xác minh thông tin. Kết quả từ viện cho thấy, viện không hề có sản phẩm như thế này. Chị O chỉ còn biết than trời. Vâng, thưa quý vị, với khái niệm người tiêu dùng thông thái thì người mua dường như đã và đang được trao toàn bộ trách nhiệm kiểm nghiệm sản phẩm. Họ cần phải biết cách phân biệt tem hàng thật hàng giả, phải biết cách đọc hiểu các thành phần ghi trên bao bì và tự tìm hiểu xem là nhà sản xuất có uy tín không, sản phẩm có đúng là đã được chứng nhận y tế và đã được cấp phép lưu hành hay chưa, vân vân và mây mây các vấn đề. Thế nhưng, dù nhiều nhưng vẫn còn là may mắn khi có thông tin để đọc, bởi có một số mặt hàng đặc thù, có muốn cũng chả viết nổi dòng chữ nào lên đó cả. Người tiêu dùng đi mua chỉ có thể phân biệt được sạch hay bẩn bằng mắt thường. Và mời quý vị cùng đến với một quầy bán hải sản tại chợ Long Biên. Tại một cửa hàng bán hải sản ở chợ Long Biên, ngày ngày những nhân viên ở đây lại đang làm phép thuật. Những con bạch tuộc chuyển màu, không biết đã chết từ khi nào, có mùi ôi và rất nhiều chất nhớt. Chỉ cần được ngâm trong một loại hóa chất có màu nâu, quấy liên tục trong 30 phút. Sau khi vớt ra, sẽ trở thành những chú bạch tuộc trắng trẻo, sạch sẽ và cứng giòn. Vâng, xin được nhắc lại thêm một lần nữa, đó là công đoạn ngâm và tẩy trắng những chú bạch tuộc chỉ diễn ra trong vòng có 30 phút và thôi. Và nhưng sau 30 phút đó thì người mua lại không chỉ được mua bạch tuộc mà còn được khuyến mại thêm một số loại hóa chất không dành cho dạ dày. Sau khi tiến hành phân tích bằng những phương pháp hiện đại, kết quả kiểm nghiệm mẫu dung dịch màu nâu cho thấy trong 1 lít dung dịch này có chứa tới 1046mg oxy giả, 665mg natri hydrosulfit, 0,385mg arsen. Kết quả kiểm nghiệm trên 1kg thịt bạch tuộc cũng tồn dư nhiều hóa chất công nghiệp như 959,8mg oxy giả, 377,8mg natri hydrosulfit. Hai cái chất này ấy, thì nó đều được quy vào cái nhóm là chất dùng để khử trùng và tẩy trắng. Và trong nước thông thường thì trong cái nước mà sử dụng ăn uống sinh hoạt thì người ta không sử dụng những cái hóa chất như vậy. Giới hạn cho phép của chất natri hydrosulfit này mà trong các cái nhuyễn thể cho dư lượng là 100mg trên kg thì trong cái trường hợp này thì chúng tôi phát hiện ra thì kết quả nó là 377,8mg trên kg của cái con bạch tuộc. Như vậy là nó cũng cao gấp gần 4 lần so với cả cái quy định tại cái thông tư 27. Cái này theo tôi nghĩ là hết sức vi phạm tiêu chuẩn và vi phạm pháp luật. Pháp luật không cho anh phép làm để cái liều cao như thế mà thời gian anh ngâm dài như thế. Thế thì đối với H2O2, nếu mà nó đã ngấm vào trong rồi mà mình nấu rất nhanh hoặc là không phân hủy hết ấy,
thì nó sẽ gây ra viêm loét dạ dày, chảy máu dạ dày, mà thậm chí liều cao nữa là có thể tử vong. Cái thứ hai là cái nhóm xuất huyết vào nó gây ra phá hủy các vitamin B1 trong cơ thể, cho nên là thiếu vitamin B1, tất cả cái gì có B1 là vô tác dụng, cho nên ảnh hưởng tới quá trình chuyển hóa. Vâng, và bây giờ thì xin được quay trở lại với một nhân vật mà tôi đã giới thiệu ngay từ đầu, đó là chị O. Chị O, người luôn cho rằng mình đã tốt nghiệp khóa học trở thành người tiêu dùng thông thái, đã quyết định mời cả gia đình đi ăn. Và để chắc chắn thì chị đã lựa chọn những quán ăn tên tuổi. Và điều gì đã xảy ra? Liệu chị cùng gia đình có vướng phải những con bạch tuộc đã bị tẩy trắng bằng hóa chất hay không? Và tên tuổi của nhà hàng liệu có là tấm khiên chắn mạnh mẽ cho vấn nạn mất vệ sinh an toàn thực phẩm? Xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp. Chị O mời cả gia đình đi ăn nhà hàng. Như đã chia sẻ, để đảm bảo an toàn thực phẩm cho cả gia đình, chị quyết định sẽ lựa chọn những nhà hàng tên tuổi. Nhưng sự thật lại rất phũ phàng. Tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh bạch tuộc vào chiều ngày 25 tháng 6, chủ cơ sở thừa nhận đã giao số bạch tuộc này cho một số nhà hàng tại trung tâm thương mại trên phố Bà Triệu. Nhiều chuỗi cửa hàng, bếp ăn lớn tại Hà Nội cũng là điểm đến của những con bạch tuộc được sơ chế tại cơ sở này. Các cái hệ thống nhà hàng ở Hà Nội ấy, thì mình hay đưa vào những cái nhà hàng nào? Nhà hàng Vinh BBQ ở 462 Nguyễn Văn Cừ. Thì em có giao của Hotpot đúng không? Vâng, ba Trần Hưng Đạo. Ngoài Hotpot 33 Trần Hưng Đạo thì em còn giao vào những Hotpot ở đâu nữa? Chị thấy có ghi là bếp đấy, tổng ở chỗ Phú Diễn. Lý Đăng Kiệt là em giao cho nhà nào nhỉ? Cái Sharing Beer. Đó mới chỉ là một phần danh sách các nhà hàng quán ăn được ghi chép trong cuốn sổ của cơ sở này. Có lẽ chẳng có thực khách nào biết rằng những món buffet, lẩu nướng được quảng cáo rầm rộ trên mạng với giá chưa đến 200.000 đồng lại được tạo nên từ những thứ nguyên liệu như thế này. Trung bình một ngày, cơ sở này cung cấp khoảng 200kg bạch tuộc cho các nhà hàng tại Hà Nội. Vâng, và đến bây giờ thì có lẽ là tôi xin được tạm thời dừng lại hành trình của chị O tại đây, bởi vì hình như là chị đã thất bại trong việc muốn trở thành người tiêu dùng thông thái. Và thưa quý vị, đến đây thì người tiêu dùng tự hỏi là họ sẽ vận dụng trí thông minh của mình ra sao khi mà xung quanh thực phẩm độc hại, hàng giả tràn lan và họ không đủ thông tin để tránh. Vấn đề thật sự ở đây là công tác quản lý đã hiệu quả hay chưa? Cơ quan quản lý đã làm tốt chức trách của mình hay chưa? Nếu đã làm tốt thì người tiêu dùng có cần phải thông thái nữa hay không? Thưa quý vị, trước đây tôi có đọc một bài báo rằng nếu chúng ta đọc rất nhanh cụm từ, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, sẽ dễ bị nghe thành đọc kỹ hướng dẫn sự giận trước khi dùng. Và nếu chúng ta đem ghép cả hai cụm từ này lại, sẽ thành là nếu không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, sẽ rất dễ bị chuốc lấy sự giận mỗi khi dùng. Câu chuyện về hàng nghìn người hiện đang đứng ngồi không yên sau sự biến mất của Tổng Giám đốc hệ thống đào tiền ảo lớn nhất Việt Nam Sky Mining là một minh chứng cho cụm từ ghép đầy trúc trắc trên. Đây là buổi hội thảo của Sky Mining diễn ra tại Hà Nội mới đây. Rất nhiều người từ khắp tỉnh thành phía Bắc tham dự, chật kín cả hội trường, không ít người cao tuổi, tóc đã bạc trắng. Các bạn chỉ đến đây để mua một cái máy, thay vì các bạn chỉ tự về nhà máy đánh đúng không ạ? Thì bây giờ, quỹ hát lại cho Sky Mining, cái máy vật lạc của anh chị, thì chúng ta đang khai thác ra những cái đồng điện tử tính phóng cụ thể là Bitcoin, Litecoin, Dash, Bitcoin Cash, và rất nhiều đồng khác để chúng ta chia lợi nhuận cho nhau. Cơ hội nữa, cơ hội. Lãnh đạo Sky Mining liên tục khẳng định nhà đầu tư sẽ có thu nhập ngàn đô và sớm có cuộc sống giàu sang nếu tham gia. Cảm ơn và những người đã giúp đỡ mình. Anh ơi. Thông điệp nghìn đô được nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần. Khi chúng ta tham gia cái mini này, chúng ta đúng mấy ngàn đô trong một ngày. Tức thu nhập mỗi ngày 5.000, 5.000 đô. Và xe thì phải đi xe từ 2 tỷ trở lên, đường xe dưới 2 tỷ. Nhiều người lần đầu tiên được biết đến từ tiền ảo. Nhiều người thậm chí còn không biết đến máy đồng là gì. Nhưng những lời hứa tiền tỷ vô cùng hấp dẫn. Nên sau mỗi lời của vị lãnh đạo Sky Mining nói là những tràng góp tay tán thưởng ngày càng to hơn, những cái tay quyết tâm đầu tư ngày càng nhiều hơn.
và họ mơ về một tương lai sáng lạng, ngọt ngào. Vâng, muốn đầu tư vào Sky Mining thì người đầu tư sẽ phải đầu tư theo gói với mức thấp nhất là 5.000 đô la Mỹ. Hơn 110 triệu đồng chắc chắn không phải số tiền nhỏ với nhiều người. Nhưng vì ham lãi suất cao, nhiều người như trong phóng sự mà quý vị vừa theo dõi, dù chả biết mặt mũi máy đào là gì, đồng coi ra sao, lại sẵn sàng bỏ tiền như con thiêu thân. Để bây giờ chỉ biết giận bản thân mình đã không trở thành người tiêu tiền thông thái. Vâng, và cuối cùng, rốt cuộc, việc đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để tránh chuốc sự giận mỗi khi dùng. Có lẽ cái khái niệm đầy trúc trắc này lại vẫn sẽ là một kim chỉ nam cần thiết trong quá trình trở thành người tiêu dùng thông thái của mỗi người dân.